Hello, chào mừng ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với Susu TV. Tiếp nối trong video hôm nay sẽ cập nhật thêm một số thông tin mới nha mọi người. Hôm nay thì như mọi người cũng biết, trước đó thì bé Phạm Tuyết Nhung chia sẻ là bé đang về quê nhà ở Nha Trang để nghỉ dưỡng cũng như đi thăm bà con. Nhưng mà mọi người cũng đang thắc mắc không biết là phải quê của Tuyết Nhung ở Nha Trang hay không, mà Tuyết Nhung kỳ này cũng có dẫn mẹ theo cùng. Mới đây thì bé Tuyết Nhung chia sẻ là hai mẹ con đi ăn bánh căn, sau đó sẽ trở về thành phố Hồ Chí Minh. Và có một cái bức ảnh khá là vui, Tuyết Nhung chia sẻ lên trang story, mình thấy cũng rất là xinh xắn. Tuyết Nhung có chú thích hai chữ là dễ thương. Đó là bức ảnh một chú gà trống đang ôm một chú rắn, rất là dễ thương. Mặc dù đây là một chú gà ôm chú rắn có thắt nơ ở cổ nữa, một cái nơ màu hồng. Do đó rất nhiều fan hâm mộ không biết là bức ảnh này ngụ ý gì, nhưng mà có lẽ nếu mà tinh ý thì mọi người dễ dàng nhận ra. Có lẽ là Tuyết Nhung cũng đã bắt đầu hé lộ về cuộc sống của mình. Như mọi người cũng biết là Tuyết Nhung chia sẻ hôm hổm cái bức ảnh mà Tuyết Nhung thử váy cưới, và do đó fan hâm mộ cũng như trong các live show mà Tuyết Nhung chia sẻ thì em ấy cũng đã đến tuổi cập kê và chuẩn bị kết hôn. Đây là một thông tin mà trong livestream thì Thiên Ngân cũng có hỏi, và Thiên Ngân cũng rất là vui mừng. Bên cạnh đó thì Trường Sang cũng có nói là bức ảnh thử váy cưới là trong một MV mới, nhưng với bản tính khá là thật thà, Tuyết Nhung chia sẻ đó là sự thật, nên fan hâm mộ càng thêm tin rằng chắc chắn trong thời gian tới thì Tuyết Nhung sắp sửa kết hôn. Hôm nay Tuyết Nhung lại chia sẻ bức ảnh chú gà trống đang ôm một cô rắn nữa, thì rất nhiều mọi người sẽ nghĩ đây là cặp đôi của Tuyết Nhung và một nửa của mình. Có thể chú gà trống là số tuổi của bạn trai của Tuyết Nhung, và chú rắn nhỏ nhỏ xinh xinh màu xanh này có thể là cô bé Tuyết Nhung. Thì theo mọi người cũng có thể suy đoán dễ dàng nhận ra, con rắn là tuổi Tỵ, con gà là tuổi Dậu, thì tương ứng với số tuổi mà Tuyết Nhung đang có. Và chắc chắn tuổi Dậu là cái số tuổi mà ông xã tương lai của Tuyết Nhung. Bức ảnh một chú gà trống đang ôm tròn lấy một cô rắn dễ thương như thế này thì chắc chắn đây là một cặp đôi, phải không mọi người? Vẻ rạng ngời, hạnh phúc, vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt của chú gà trống và chú rắn này, thì mọi người sẽ hiểu đây là cái số tuổi mà Tuyết Nhung cùng với chồng tương lai đang có. Thì có những cái bình luận hết sức là dễ thương, chắc chắn mọi người đều chúc phúc và hy vọng cặp đôi sẽ hạnh phúc viên mãn. Ở trong bức ảnh thì cả hai con vật thì đang cười rất là tươi, cặp mắt rất là hạnh phúc, như muốn nói lên là tình yêu luôn bền chặt, và hy vọng hai bạn trẻ cũng như vậy. Chắc chắn trong thời gian tới thì mọi người sẽ biết nhiều cái tin vui của Tuyết Nhung hơn. Nếu mà có những thông tin cô bé chia sẻ thì mình sẽ nhanh chóng chia sẻ làm video gửi đến để mọi người cùng biết nha. Và trong những ngày còn ở Nha Trang thì Tuyết Nhung cũng chia sẻ rất là nhiều điều thú vị trên trang story của mình. Chẳng hạn như sự tử tế của một người còn hấp dẫn hơn là vẻ đẹp của người ấy, hơn nhan sắc của người ấy. Rồi tiếp tục nào là đi mua mực. Tuyết Nhung có lấy cái bàn tay của mình đo coi con mực nó to lớn như thế nào, và thật bất ngờ con mực nó đã to hơn cả bàn tay của Tuyết Nhung. Rồi dẫn mẹ đi ăn các đặc sản ở tại Nha Trang, Tuyết Nhung đều chia sẻ lên trang story. Nếu mọi người có theo dõi hoặc là follow trang fanpage của bé thì sẽ biết những cái điều này. Kế đến là mình cập nhật tin tức của ca sĩ Trixie Phương Trinh nha mọi người. Thì sau 5 ngày ở tại Việt Nam thì FC của chị Phương Trinh cùng chị đã đi làm thiện nguyện ở nhiều nơi, và mới đây thì chị cũng đã nói lời tạm biệt Việt Nam, hẹn ngày gặp lại. Chị có chia sẻ một cái bài viết: đã kết thúc chuyến đi từ thiện ngắn ngủi vài ngày tại Việt Nam, những món quà tình thương đã được trao đến tận tay người cần trao. Mình xin phép bay về lại Mỹ, tận đáy lòng xin cảm ơn tất cả những mạnh thường quân đã chung tay góp sức, cảm ơn các đồng bọn đã thắp tùng với 7 và 8 về vùng sâu vùng xa. Lần này được trải nghiệm đủ các loại phương tiện giao thông như xe bus ngồi, xe bus giường nằm, giỏ lãi tức là ghe, xe máy, ngay cả đi bộ,
cực nhưng rất vui. Vui nhất là giúp được những mảnh đời khó khăn, vơi đi bớt được phần nào sự khổ cực. Chị cảm ơn Eric Nguyên và Úc Hương đã đại diện tụi chị chuẩn bị mọi thứ cho chuyến từ thiện được êm xuôi. Hai em đã làm rất tốt và cuối cùng xin cảm ơn bề trên đã che chở cho chúng con đi đến nơi, về đến chốn. Sau đây là hình ảnh đồng bọn tiễn Trixie, chị Khanh và Daylan về Mỹ tại sân bay trưa nay. Cam Thơ còn ở lại về sau, nước mắt của mọi người rơi còn hơn là Korean drama. Lần nào cũng thế, lưu luyến bệnh rịnh không muốn rời. Cảm ơn chủ quán SGN House tại sân bay. Em Chuan Tô Nguyễn đã cho tụi chị một buổi ăn ấm lòng trước khi lên máy bay. Không quên cảm ơn hai em Bùi Thảo Trân và Kim Sa đã thay phiên nhau lo cho chị lúc ở Việt Nam. Tái bút hình kỷ niệm của chuyến đi từ thiện sẽ từ từ được đăng sau. Vậy là chị Trixie Phương Trinh đã kết thúc hành trình 5 ngày ở tại Việt Nam làm từ thiện và đã chào tạm biệt mọi người, cũng đã check-in lên máy bay đi về Mỹ. Nhưng bên cạnh đó, những tình cảm đông đầy chứa thương, nhớ thương, chia sẻ của FC dành cho chị trong cái chuyến thiện nguyện vừa qua đã để lại trong chị khá nhiều kỷ niệm đẹp. Trước đó chị cũng có chia sẻ là lần này chị được đóng phim màn ảnh rộng đó mọi người. Trixie thủ vai Ellie, một trong những vai cá tính nhất trong phim. Đây là lần đầu tiên Trixie xuất hiện trên phim màn ảnh rộng. Hy vọng không phải lần cuối cùng, hi hi. Mong mọi người sẽ ủng hộ cho Trixie và bộ phim Đó Hoa Mong Manh khi phim chính thức chiếu ở rạp vào ngày 29 tháng 3 nhé. Phim được quay và sản xuất 100% tại Mỹ. Phim có tên Mỹ là Regal Flower. Vậy là chị Trixie lần đầu đóng phim màn ảnh rộng trong bức ảnh mà chị chia sẻ rất là xinh đẹp nha mọi người. Trước đó thì dự án đóng phim màn ảnh rộng của chị cũng đã được công bố và giờ đây chính thức sắp sửa ra rạp rồi nha mọi người. Nếu mọi người yêu thích chị Trixie Phương Trinh thì hãy nhanh chóng xem phim này được chiếu vào 29 tháng 3 nhé. Đây là một cái thông tin vui dành cho FC của chị. Bên cạnh đó thì rất nhiều những cái bình luận chia sẻ chúc mừng cũng như những gì chị đã cập nhật về chuyến thiện nguyện ở tại Việt Nam vừa qua đã nhận được khá nhiều lời khen từ fan hâm mộ của chị. Rồi mọi người chúc chị có một chuyến về Mỹ thượng lộ bình an và hẹn sẽ gặp lại ở trong tháng 4. Thì không biết tháng 4 tới chị có về hay không thì tới lúc đó chúng ta mới biết nếu mà chị có thông báo trên trang cá nhân. Rồi mọi người cũng cảm phục tấm lòng yêu thương của chị đã không ngại xa xôi hơn nửa vòng trái đất đến từ thiện với những bà con khó khăn ở vùng sâu vùng xa của đất nước Việt Nam. Thì mọi người dành cho chị một cái ôm nồng thắm thay cho những lời bình luận.